Xin chào tất cả các bạn. Chị đã quay trở lại và xin chào mừng các em đến với buổi học thứ 6 của chúng ta trong khóa luyện đề free của học văn chị Hiên. Chị rất mong là bây giờ các bạn đã có thể thức dậy và nhanh chóng lấy sách vở của mình, đặc biệt là phải chuẩn bị sách giáo khoa để chúng ta cùng chữa đề số 6 ngày hôm nay nhé. Xin chào những bạn đầu tiên, xin chào Hồ Thị Thanh. Ok, xin chào các bạn, xin chào Lê Hạnh. Các bạn dậy lâu chưa? Hay là hôm qua xem chị Hiên chữa đề năm xong cũng khá là mệt đúng không? Cũng khá là muộn rồi. Nên là chị rất mong là các bạn ngày hôm qua các bạn có thể chủ động đi ngủ sớm để ngày hôm nay chúng ta đến với một cái đề tiếp theo, cũng tiếp tục là một tác phẩm văn xuôi nữa. Được không? Rồi, xin chào bé Tranh, xin chào các em. Nhanh chóng nhá. Các em đã thi học kỳ xong chưa? Chị thấy hôm nào cũng có bạn đang bảo là em đang trong kỳ thi học kỳ ấy, em phải ôn tập tác phẩm này, rồi xin phép chị không tham gia được buổi học. Thì cái khoảng thời gian thi học kỳ của các bạn ở các tỉnh khác nhau thì nó cũng khác nhau ấy. Chị thấy nó dàn trải suốt từ đầu tháng 6, thậm chí là cuối tháng 5 cho đến bây giờ. Mong là với những cái buổi luyện đề như thế này này, và với cái sự chủ động của các em thì các em sẽ đạt được cái số điểm như mong muốn, ít nhất là trong cái kỳ thi học kỳ, bởi vì là cái điểm số của chúng ta cũng rất là quan trọng, đúng không? Rồi, xin chào Dương Huyền, xin chào Hoàng Trang. Chúc các em một buổi sáng tốt lành nhá. Được không? Các em đã kịp chuẩn bị đề số 6 chưa? À, đợi thêm một chút xíu nữa thôi, cho nhiều bạn vào học hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Chị được biết là các bạn nhỏ khá là, có nhiều bạn khá là e sợ về cái tác phẩm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa. Và chị cũng mong là sau khi mà chữa xong thì các em sẽ cảm thấy cái tác phẩm này nó cũng không có gì là quá đáng sợ và khó phân tích đâu. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện tập cái dạng là phân tích một đoạn văn, được không? Phân tích một cái trích đoạn văn xuôi thì nó khác gì so với phân tích thơ. Rồi, bây giờ sẽ cùng bắt đầu với chị nhá. Được không nào? Chúng ta đến với đề số 6, phần đọc hiểu này. À, chúng ta có một cái đoạn trích mang tên là Hãy là người vô lý. Đây là một đoạn trích thuộc trong tác phẩm là Đời ngắn đừng ngủ dài, được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Một trong những câu nói tôi thích nhất của Yale Bernard Shaw là: người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới, người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân. Vì vậy, mọi tiến độ đều tùy thuộc vào người vô lý. Hãy suy nghĩ về ý tưởng này trong chốc lát, đó là một ý tưởng lớn. Tất nhiên, bạn cần thực tế và ứng xử khôn khéo khi làm việc trong môi trường của mình. Tôi đồng ý rằng việc áp dụng các quan niệm phổ biến với người khác cũng quan trọng. Những rủi ro ngu ngốc có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nhưng như đã nói, đừng nên sợ hãi trước thất bại hay thất vọng để rồi không dám ước mơ. Đừng lúc nào cũng tỏ ra có lý và thực dụng, quá nhạy cảm đến nỗi bạn từ chối không chộp lấy cơ hội ngàn vàng khi nó đến. Hãy đẩy xa giới hạn của những gì bạn nghĩ mình có thể thực hiện. Đừng quên rằng những kẻ chỉ trích luôn cười nhạo tầm nhìn của nhiều nhà tư tưởng can trường, nhiều nhà khai phá nổi tiếng. Đừng để ý đến những lời chỉ trích, luôn ghi nhớ rằng những tiến bộ vượt bậc mà con người đạt tới đều nhờ nỗ lực can trường của một người nào đó từng bị chỉ trích rằng ý tưởng của họ là viển vông, không thể trở thành hiện thực. Thế giới cần nhiều người biết ước mơ, cần người vô lý biết đấu tranh chống lại những gì thông thường, cần người chống lại sự cám dỗ của tính tự mãn và dám hành động theo cách họ vẫn luôn thực hiện. Bạn có thể là một trong những người ấy từ ngày hôm nay. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn nhé. Câu 1 này, chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Tiếp tục là một câu hỏi về phương thức biểu đạt và là chính, đúng không? Chúng ta đã quá quen thuộc rồi, đã là chính thì chỉ có một thôi. Và ở đây, cái đoạn văn này này, cái đoạn trích này này, là người ta đưa ra và trình bày cho chúng ta một cái quan điểm của người viết, đúng không? Và những cái đoạn văn sau là họ bắt đầu lập luận để chứng minh cho cái quan điểm đó, để đem đến cái sự thuyết phục đối với quan điểm đó. Cho nên là chúng ta không còn phương thức nào khác ngoài phương thức nghị luận rồi, đúng không nào? Chắc là không có bạn nào sai ở phần này đâu, đúng không? Phương thức nghị luận nhở? Ừ, đúng rồi.
Rồi, xin chào các em. Các em ơi, lấy sách vở ra, lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép luôn nhá. Đến câu thứ hai này. Theo đoạn trích, người có lý và người vô lý khác nhau ở chỗ nào? Được không? Thì ở đây này, trước tiên là chúng ta sẽ thấy được cái mệnh đề hỏi là theo đoạn trích. Khi mà đã hỏi là theo đoạn trích rồi thì chúng ta chỉ cần tìm ở trên đoạn trích, được không? Nếu như mà nó có nguyên văn thì chúng ta trích nguyên văn xuống, còn nếu không có nguyên văn thì chúng ta chắt lọc ý để chúng ta viết xuống cái phần dưới này. Không cần phải thêm cái quan điểm của mình làm gì, không cần phải kết hợp thêm cái quan điểm của mình, chúng ta hoàn toàn đi theo cái quan điểm của người viết. Rồi, ok, bây giờ sẽ tìm theo cái từ khóa này nhá. Người có lý và người vô lý. Rồi, à, đầu tiên chúng ta thấy luôn là trong những câu văn đầu tiên đã thấy xuất hiện cái từ khóa này rồi. Người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới này, người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân. Ok chưa? Trước tiên, đấy là cái sự khác nhau trước tiên của hai cái, gọi là hai cái trường phái này, của hai cái dạng người này. Đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ ra là theo đoạn trích, chúng ta trả lời như này nhá. Theo đoạn trích, người có lý và người vô lý khác nhau ở chỗ hai chấm. Có thể mở ngoặc kép, người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới, còn người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân. Được chưa? Đấy là ý đầu tiên nhá. Rồi, bây giờ chúng ta, các em đừng nên chỉ dừng lại ở đấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta tìm thấy rồi ấy, thì đừng nên chỉ dừng lại ở đấy mà nên đọc lướt lại toàn bộ cái đoạn này, xem là người ta có đưa thêm một cái ý gì cho sự khác nhau đấy nữa không nhá, để chúng ta tránh bị mất điểm, tránh bị mất ý này. Rồi đọc tiếp phần dưới, đọc lướt nhanh xem là có cái sự xuất hiện của cái sự khác nhau giữa người có lý và người vô lý không nhá. Rồi, đừng nên sợ hãi trước thất bại hay thất vọng để rồi không dám ước mơ này. Sau cái đoạn dưới này. Được không? Không có nữa rồi. Đúng không? Các em có đồng ý với chị không? Các em còn cái ý nào muốn bổ sung cho cái câu 2 này không? Ngoài cái ý đầu tiên là người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới, người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân, thì các em còn tìm thấy cái ý nào nữa không? Trong toàn bộ đoạn trích này. Nào, các bạn đọc cái tác phẩm này rồi, các bạn đọc cái đề này rồi, đúng không? À, chị vẫn nói nhỏ sao? Ừ, rồi ok, chị sẽ có thể tăng cái âm lượng của mình lên nhá. Các em có nghe rõ không? Rồi, thì chị đang hỏi là ở cái câu 2 này, các bạn còn tìm được thấy ý nào nữa không? Ngoài cái ý đầu tiên này. Chị muốn lưu ý một chút xíu nhá. Có thể các em tìm thấy những cái ý nhỏ, 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 rất là nhỏ. Hoặc là ở đây, ví dụ có một bạn sẽ làm như thế này. Ví dụ như là bên dưới các em thấy là cần người vô lý biết đấu tranh chống lại những gì thông thường. Đấy, xong rồi các em bắt đầu phiên tiếp ra. Như vậy, đấy là người vô lý rồi thì chắc chắn là người có lý thì sẽ luôn bảo vệ những gì thông thường, kiểu như vậy ấy, kiểu bắt đầu các em bắt đầu diễn giải ra theo theo cái ý của tác giả, đúng không? Sẽ có trường hợp như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chỉ cần nêu lên cái ý nào mà tác giả đã nêu lên thôi, còn những cái gì mà tác giả chưa nêu lên thì chúng ta không cần phải vận dụng cái sự suy đoán của mình, cái sự lập luận của mình để thêm bớt vào, cái đấy là không cần thiết ở trong câu này nhá. Được không? Hiểu ý chị không? Cho nên là các em chỉ cần trả lời đúng với cái gì mà tác giả đã nêu thôi là các em đã được điểm tối đa ở trong cái câu hỏi dạng theo đoạn trích rồi. Được chưa nào? Đấy nhá. Được không? Hiểu không? Để chị kết thúc câu 2, chị chuyển sang câu 3 luôn. Nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ 3 này. Dựa vào đoạn trích, anh chị hiểu thế nào là người vô lý? À đây, ở đây này, ở đây chúng ta mới bắt đầu phải kèm thêm cái sự suy luận của chúng ta này. Suy luận cộng với cái sự sắp xếp các ý này, dựa vào những cái gì mà tác giả đã nêu ra, được không? Thì ở đây nhá, các em cần phân biệt được hai cái dạng câu hỏi là theo đoạn trích và dựa vào đoạn trích. Nếu mà đã dựa vào đoạn trích rồi thì một phần sẽ là ý kiến, là quan điểm của tác giả, chúng ta dựa vào đấy thôi. Còn phần còn lại là chúng ta kết hợp với cả cái quan điểm của cá nhân chúng ta nữa để suy luận này, để sắp xếp các ý làm sao nó xuất hiện một cách có hệ thống, có sự logic. Được chưa nào? Đấy nhá, thì ở câu 3 này các em trả lời như thế nào? Đặc điểm của người vô lý là gì nhỉ? Các em chỉ cần trả lời đơn giản, người vô lý là người chấm 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 chấm, bắt đầu viết luôn, không cần phải phải rông dài dẫn dắt gì cả. Trong cái phần đọc hiểu cứ trả lời trực tiếp vào vấn đề. À, chúng ta sẽ thấy được là gì? Người vô lý, đây chúng ta sẽ dựa vào cái đoạn này này. Đúng không? Dựa vào cái đoạn thứ 3.
Đừng lúc nào cũng tỏ ra có lý và thực dụng quá nhạy cảm đến nỗi bạn từ chối không chộp lấy cơ hội ngàn vàng. Khi nó đến này, hãy đẩy xa giới hạn của những gì bạn nghĩ có thể thực hiện. Đừng quên rằng những kẻ chỉ trích luôn cười nhạo tầm nhìn của nhiều nhà tư tưởng can trường, nhiều nhà khai phá nổi tiếng. Đừng để ý những lời chỉ trích. Luôn ghi nhớ rằng những tiến bộ vượt bậc mà con người đạt tới đều nhờ sự nỗ lực can trường của một người nào đó từng bị chỉ trích rằng ý tưởng của họ là viển vông, không thể trở thành hiện thực. Thế giới cần nhiều người biết ước mơ, cần người vô lý biết đấu tranh chống lại những gì thông thường, cần người chống lại sự cám dỗ của tính tự mãn và dám hành động theo cách họ vẫn luôn thực hiện. Ok chưa? Chỉ có cái câu này là trình bày rõ ràng ra là người vô lý là như thế nào, là biết đấu tranh chống lại những gì thông thường, đúng không? Biết chống lại sự cám dỗ của tính tự mãn và dám hành động theo cách họ vẫn luôn thực hiện. Chúng ta sẽ dựa vào cái ý này và kết hợp với những cái lý lẽ mà tác giả đưa ra để gọi như là cổ vũ chúng ta đừng nên sớm quay đầu, đừng nên sớm gục ngã trước những cái lời chỉ trích khi mà cho rằng cái quan điểm của chúng ta là sai trái, là đi ngược với những cái gì thông thường, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với cả cái sự diễn đạt của mình nữa. Thì trước tiên chúng ta sẽ thấy được này. Đầu tiên nhá, là người vô lý là người biết đẩy xa giới hạn của những gì thông thường, được không? Đầu tiên nhá, ý đầu tiên, người vô lý là người biết đẩy xa giới hạn của những gì thông thường. Cái thứ hai này, biết dũng cảm can trường. Đây, biết dũng cảm can trường. Đây, nỗ lực can trường. Biết dũng cảm can trường khai phá những ok rồi. Đó, đấy là ý thứ hai. Ý đầu tiên là người vô lý là người biết đẩy xa giới hạn của những gì thông thường. Ý thứ hai, người vô lý là người biết nỗ lực can trường theo đuổi quan điểm của bản thân dù bị chỉ trích. Được chưa? Đấy. Cái thứ ba các em có thể suy luận thêm, đó là để có được những cái việc như là đẩy xa giới hạn của những gì thông thường hay là nỗ lực can trường theo đuổi quan điểm của bản thân, thì những người đó trước tiên họ phải biết phản biện và nghi ngờ những kiến thức sẵn có. Được chưa? Được chưa? Đấy nhá. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 ý này. Ý đầu tiên là họ biết đẩy xa giới hạn của những gì thông thường. Ý thứ hai là nỗ lực can trường đi theo cái quan điểm của bản thân dù bị chỉ trích những ý tưởng đó là viển vông. Ý thứ ba là họ biết phản biện và nghi ngờ những kiến thức sẵn có. Ý thứ tư này, họ biết đấu tranh chống lại những cái gì thông thường, chống lại những cám dỗ của tính tự mãn và dám hành động theo cách họ vẫn luôn thực hiện. Được không? Cái ý này sẽ là cái ý chốt này. Tóm lại. Đấy, được chưa? Còn ba cái ý nhỏ chị vừa mới nêu trên là những cái ý nhỏ để chúng ta phân tích ra là vậy là người vô lý có cái đặc điểm như thế nào? Dựa vào đoạn trích này. Ok không? Được chưa? Chị thấy. Các em ơi, các em có thể bật loa to lên được không? Chị thấy có một vài bạn thì nói là các bạn thì đa số là nói là có thể nghe ok, còn có một số bạn thì nói là không nghe rõ. Thì các em đã xem lại cái thiết bị của mình chưa? Được không? Nhá. Đấy, đấy là câu thứ 3. Chúng ta bước sang câu thứ 4 này. Anh chị có đồng tình với quan điểm mọi tiến bộ đều tùy thuộc vào người vô lý hay không? Vì sao? À, đến với cái dạng này, chị sẽ chỉ ra luôn những cái bước mà các em cần phải làm nhé. Đối với cái dạng hỏi là có đồng tình hay không, thì trước tiên này, chúng ta khẳng định luôn là có hoặc là không đồng tình. Được chưa? Trước tiên chúng ta khẳng định luôn câu đầu tiên, tôi đồng tình với quan niệm mọi tiến bộ đều tùy thuộc vào người vô lý, hoặc là tôi không đồng tình với quan điểm mọi tiến bộ đều phụ thuộc vào người vô lý. Đấy là bước đầu tiên. À, sẽ có những bạn là gọi là thấy cái quan điểm này nó vừa đúng vừa sai ấy, bắt đầu là muốn trả lời theo cái hướng là nước đôi, là tôi đồng tình với quan điểm này nhưng một phần
cần phải bổ sung thêm, hoặc là tôi vừa đồng tình vừa không đồng tình với quan điểm này. Cái này chị sẽ nói sau nhé. Trước tiên là chị sẽ nói về những cái bước để chúng ta làm tốt cái câu này. Bước thứ hai này, chúng ta bắt đầu giải thích là tại sao chúng ta lại đồng tình. Tại sao chúng ta lại đồng tình hoặc là không đồng tình, được chưa? Thì khi giải thích tại sao này, chúng ta sẽ dùng câu đầu tiên này. Chúng ta khẳng định lại cái quan điểm đấy. Sẽ có những cái quan điểm nó tường minh rồi, nó rõ ràng rồi, được không? Nhưng sẽ có những cái quan điểm mà người viết, người ta sử dụng nhiều những cái hình ảnh, sử dụng cái cách nói hình ảnh, sử dụng những hình ảnh ẩn dụ nữa. Cho nên là nếu như mà với những cái quan điểm mà nó gọi là nó sâu xa hơn thì chúng ta cần phải khẳng định lại xem là ý nghĩa của quan điểm đấy là gì. Muốn đồng tình hay không đồng tình thì trước tiên chúng ta phải hiểu nó đã chứ, đúng không? Đấy nhá, sau khi mà các em khẳng định lại được ý nghĩa của quan điểm đấy rồi, bắt đầu ý thứ hai này, chúng ta bắt đầu giải thích, bắt đầu bóc tách cái vấn đề đấy ra nhá. Cái việc bóc tách này các em có thể chia cái vấn đề đấy ra thành các vế khác nhau, rồi nói về sự hợp lý của từng vế một, được chưa? Sau đấy là chúng ta sẽ khẳng định là kết hợp những cái vế đấy lại, thì tóm lại là tôi thấy cái quan điểm này là vô cùng có lý này, vô cùng hợp lý này. Rồi nhá, sau khi mà giải thích được tại sao thì bắt đầu các em có cái phần là liên hệ bản thân. Được chưa? Nhá, rồi thì ở đây này, chị sẽ trả lời cho cái thắc mắc của các bạn là có nên trả lời nước đôi hay không. Thì bây giờ chị sẽ đưa ra hai cái trường hợp nhá. Trường hợp đầu tiên là các em chỉ chọn một quan điểm thôi, các em chỉ chọn là đồng tình hoặc là không đồng tình thôi, và các em tập trung để làm rõ cái quan điểm đấy của mình. Được chưa? Đấy là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai đó là các em trả lời trước là nó đồng tình, à tôi đồng tình trước, sau rồi các em nêu ra tại sao các em đồng tình. Sau đó này các em lại trả lời là tôi cũng không hẳn là đồng tình, tôi cũng có những cái khía cạnh mà tôi không đồng tình. Sau đó các em lại giải thích tại sao những khía cạnh đấy em lại không đồng tình. Được chưa? Rồi cuối cùng em mới kết lại là vậy thì bây giờ để đưa ra một cái quan điểm nó có lý thì các em phải kết hợp với những cái quan điểm nào, phải đưa ra những cái lý lẽ nào, phải bổ sung những cái lý lẽ nào và bổ sung thêm những cái ý kiến nào cho cái quan điểm cũ. Thì các em thấy cái cách nào nó tiết kiệm thời gian hơn, được không? Ở phần này nhá, chị không bao giờ áp đặt cái quan điểm cho các bạn là các bạn phải đồng tình hay là không đồng tình. Nhưng mà các em chọn cái cách nào mà nó tiết kiệm thời gian này, nó phù hợp với bản thân mình, nó trình bày được cái quan điểm của bản thân mình, như thế là ok rồi. Và trong đáp án của Bộ Giáo dục trong những năm gần đây với cái dạng câu hỏi này thì cũng không bao giờ gò ép các em là phải đồng tình hay không đồng tình cả nhá. Thì ở đây chị lấy ví dụ này, các em có thể đi theo cái hướng là đồng tình ở trong cái câu này nhá. Đầu tiên các em khẳng định này, tôi đồng tình với quan niệm mọi tiến bộ đều tùy thuộc vào người vô lý, được chưa? Vì câu thứ hai, vì luôn. Vì thì ở đây chúng ta thấy được là những cái từ ngữ ở trong cái câu này nó tường minh rồi, được chưa? Thì chúng ta không cần phải quá đi sâu vào cái việc giải thích và khẳng định ý nghĩa của cái quan điểm này. Chúng ta giải thích luôn vì sao các em đồng tình này. Vì thứ nhất nhá, người vô lý, các em bám ở đây là những người như thế nào? Biết phá vỡ các cái giới hạn nhận thức để tiếp tục đem đến nhận thức mới, tiến bộ cho loài người, được chưa? Chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái từ này, tiến bộ này, đều tùy thuộc vào người vô lý. Thì các em trình bày những cái đặc điểm của người vô lý ra, trình bày những cái đặc điểm mà nó liên quan đến cái sự tiến bộ ấy, được chưa? Vận dụng những cái gì chúng ta vừa trả lời ở bên câu trên thứ 3 ấy. Rồi bên cạnh đó những người vô lý còn gì ạ? Còn dũng cảm thực hiện được những cái ước mơ, những cái ý tưởng lớn tưởng chừng như là viển vông. Nó, những cái tầm nhìn đấy, những cái ý tưởng đấy nó mang ý nghĩa vượt thời đại và mang đến cho chúng ta những cái thành tựu lớn lao. Sau đó là các em liên hệ bản thân, hiểu được điều đó. Bản thân tôi khi có ý tưởng hoặc là luôn trân trọng những cái ý tưởng mới, những cái ý tưởng mang tính khai phá, và nếu có cơ hội sẽ luôn muốn được đồng hành với những người có ý tưởng như vậy, nếu như mà bản thân mình chưa có ý tưởng mới nhá, được chưa? Có nghĩa là hiểu được cái việc là những người vô lý họ luôn mang trong mình cái sự sáng tạo, thì các em sẽ trân trọng điều đó chứ không chỉ trích và cũng không bài trừ điều đó. Còn tất nhiên là khi mà chúng ta tìm tòi và yêu mến một cái lĩnh vực nào thì chúng ta hãy hết mình với nó. Đừng vì cái sự lạ lẫm của nó mà chúng ta từ bỏ. Được chưa? Thì chúng ta liên hệ bản thân. Hoặc là các em có thể đi theo cái hướng là không đồng tình thì các em sẽ vận dụng vào cái chữ mọi này này. Tất nhiên rồi, không có cái gì là tuyệt đối cả.
Được chưa? Thì muốn tiến bộ được thì tất nhiên chúng ta rất cần những cái quan điểm, những cái lý thuyết có cơ sở khoa học và có tiền lệ. Bởi vì những cái gì mà chưa có tiền lệ thì tất nhiên nó sẽ rủi ro rất là nhiều. Đấy, bắt đầu trình bày cái tác hại của cái việc là nếu mà chỉ đâm đầu vào những cái quan điểm mà nó không có tiền lệ, không có cơ sở, thì chúng ta đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và cái nguy cơ thất bại rất là lớn. Ok chưa? Đấy nhá, rồi xong lại liên hệ bản thân tiếp. Đấy là cách mà chúng ta trả lời câu thứ tư. Hoặc là nếu các em đi theo cái hướng nước đôi thì các em đầu tiên các em khẳng định đồng tình, chỉ ra cái sự có lý như thế. Sau đó nhá, sau đó các em có thể nêu ra là nhưng để quan điểm này hoàn toàn hợp lý thì ta cần bổ sung thêm đó là mọi về cơ bản thì mọi tiến bộ đều bắt nguồn từ thực tế, từ tư duy khoa học, từ các hiện tượng có tính quy luật. Ok chưa? Có nghĩa là phải đưa thêm những cái quan điểm để bổ sung cho cái quan điểm này làm sao nó hợp lý nhất. Không mang tính chủ quan nữa mà nó phải mang tính khách quan. Ok không nào? Các bạn hiểu ý chị không? Chị cũng muốn để nhanh cái phần này nữa bởi vì là chúng ta có một cái câu nghị luận văn học có rất nhiều cái vấn đề cần phải nói ở phần sau. Nhá. Thì bây giờ chị chuyển sang cái câu nghị luận xã hội được chưa? Các em có nghe kịp không? Có hiểu cái thứ tự chúng ta sẽ làm ở trong cái câu này không? Đây này, có 3 bước cơ bản đây này. Các em cứ dựa vào 3 bước đấy để chúng ta làm thôi. Trước tiên nhá, chị phải khẳng định luôn là chỉ cần các em có cái câu là tôi đồng tình hoặc tôi không đồng tình với quan điểm thấy đấy thôi là các em đã có 0,25 rồi. Nhiều bạn nhá, rất mải mê vào cái việc giải thích tại sao là nó hợp lý này, giải thích tại sao là nó không hợp lý này, cuối cùng là không khẳng định được quan điểm của mình. Trong khi người ta hỏi trước tiên là gì? Anh chị có đồng tình hay không? Sau đấy mới hỏi là vì sao cơ mà. Nhá, thì các em bắt buộc phải có cái câu khẳng định này đã. Được chưa? Nó chiếm 0,25 điểm. Có nghĩa là chúng ta viết đến đâu được điểm đến đấy đấy. Viết câu đầu tiên là đã được điểm rồi. Xong tiếp tục đến cái phần giải thích tại sao. Người đọc sẽ đọc xem là các em giải thích nó có hợp lý hay không này, nó có chặt chẽ hay không này. Rồi cuối cùng là chúng ta liên hệ bản thân để thấy được rằng chúng ta không nói những cái gì viển vông. Tôi nói và tôi áp dụng vào cuộc sống của mình. Rồi, đấy. Rồi, rất là may các bạn hiểu ý chị đúng không? Nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu thứ hai. Cái phần 2, bắt đầu sang cái phần làm văn này. Câu 1 về nghị luận xã hội. Hôm qua chị thấy có những bạn đã làm xong phần đọc hiểu và nghị luận xã hội rồi đấy. Vậy thì các bạn tích cực tương tác để chị xem các bạn diễn đạt câu này như nào nhá. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu này, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về ý nghĩa của việc phá vỡ những giới hạn nhận thức thông thường trong cuộc sống. Rồi, ở đây nhá, trước tiên chúng ta xác định cái vấn đề nghị luận này. Vấn đề nghị luận của chúng mình, cái phạm vi là chúng ta sẽ bàn luận về nội dung đó là việc phá vỡ những giới hạn nhận thức thông thường trong cuộc sống. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ nó cũng bao gồm rất nhiều khía cạnh. Cái vấn đề này nó có thể bao gồm là biểu hiện này, được không? Nó cũng có thể bao gồm ý nghĩa này, được không? Nó bao gồm cả bài học này. Nhưng câu hỏi của chúng ta chỉ yêu cầu chúng ta bàn luận về gì? Ý nghĩa thôi. Và cái từ khóa của ý nghĩa đó là gì? Từ khóa để chúng ta nêu lên ý nghĩa của bất cứ vấn đề gì, giống như buổi trước chị đã hướng dẫn các bạn rồi, đó là nó giúp cho, đúng không? Quan điểm này giúp cho, rồi là làm cho. Đấy, đấy sẽ là những cái từ khóa để chúng ta bắt đầu lần lượt trình bày về ý nghĩa của bất cứ một việc gì. Rồi, thì ở đây các em bắt đầu mở đoạn thôi, mở đoạn dẫn dắt và nêu vấn đề. Làm sao nó ngắn gọn nhá, nó đảm bảo ngắn gọn và nêu đúng vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận của chúng ta không dừng lại ở cái việc phá vỡ những giới hạn nhận thức thông thường đâu. Mà cái quan trọng là các em phải nêu lên được là tôi chỉ đi bàn luận về ý nghĩa của nó thôi. Rồi. Đó, thì ở đây nhá, thì chúng ta sau khi mà chúng ta mở đoạn rồi, chúng ta dẫn dắt để chúng ta nêu vấn đề rồi, thì các em bắt đầu đi vào cái phần này thì cần phải giải thích một cái đoạn ngắn, một cái đoạn mang tính khái quát để chúng ta hiểu được là vậy thì cái việc mà phá vỡ những cái giới hạn nhận thức thông thường có nghĩa là gì.
Đúng không? Trước khi trình bày về ý nghĩa của nó thì chúng ta phải hiểu nó là gì đã, và cũng phải giúp người đọc hiểu được cái quan điểm đấy nghĩa là sao đã. Sau đó chúng ta mới bắt đầu đi bàn luận. Được chưa? Nhưng chúng ta sẽ không quá đầu tư vào phần giải thích. Phần giải thích chỉ mang tính là để cho chúng ta hiểu được, khẳng định lại được cái ý nghĩa của quan điểm đấy. Nếu như mà nó là một cái câu nhận định thì chúng ta sẽ có thể là giải thích từng từ một sau rồi gộp lại. Nhưng mà cũng có thể là dùng một câu thôi để nêu lên ý nghĩa của toàn bộ nhận định. Được không? Thì ở đây này chúng ta có một số những cái từ khóa để bám vào để giải thích nhá. Trước tiên là giới hạn. Được chưa? Thứ hai là nhận thức thông thường. Ok chưa? Có hai cái từ khóa đấy thôi. Giới hạn thì nói một cách nó dễ hiểu thì chúng ta có thể thấy được rằng là giới hạn là những cái gì? Nó là một cái phạm vi. Được chưa? Phạm vi và bó buộc chúng ta tại cái phạm vi đấy. Nó là một cái mức độ nhất định và chúng ta không thể hoặc là không được phép vượt qua. Đó được gọi là giới hạn. Thì mỗi người có một cái giới hạn riêng của bản thân mình. Thì các em cứ hình dung cái từ giới hạn nó mang ý nghĩa như thế nhá. Và giới hạn kết hợp với cái nhận thức thông thường này. Nhận thức thông thường thì được hiểu là nó là những cái việc tiếp thu kiến thức, những cái sự am hiểu kiến thức ở mức độ bình thường thôi, thường thấy thôi, không có gì đặc biệt. Đã gọi là thông thường thì nó không có gì đặc biệt hết. Ok chưa? Sau đó chúng ta bắt đầu kết hợp lại. Vậy thì cái việc mà phá vỡ những cái giới hạn nhận thức thông thường đấy có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ đi bàn luận về cái việc là về cái vai trò, về cái ý nghĩa của việc là vượt lên những nhận thức phổ biến, những cái nhận thức theo đám đông và nó đã đi theo một cái lối mòn rồi. Nhớ, cái việc mà nhận thức thông thường này này, nó cũng đồng nghĩa với những cái nhận thức đã theo cái lối mòn rồi, đã được nhiều người biết đến rồi, nó là một nhận thức theo đám đông rồi. Là những cái mà nghiễm nhiên chúng ta đã khẳng định được là nó đúng rồi. Ok chưa? Đấy nhá, thì bây giờ hiểu được vấn đề rồi, bắt đầu bước sang cái phần phân tích, bước sang cái phần bàn luận này. Trước tiên là giải thích. Đấy chưa? Sau đấy là chúng ta sẽ bàn luận. Các em còn nhớ không? Nhớ cái đề hôm trước chị chữa mà ý nghĩa của một cái việc gì đấy, ý nghĩa của một cái quan điểm gì đấy, chúng ta có hai cái khía cạnh để bàn luận, đúng chưa? Chúng ta có khía cạnh đầu tiên là ý nghĩa đối với bản thân. Những cái người mà có cái đức tính đấy, hay là bây giờ chính là ý nghĩa đối với bản thân những cái người mà đã phá vỡ những giới hạn nhận thức thông thường. Cái khía cạnh thứ hai chúng ta sẽ đi bàn luận đó là ý nghĩa đối với toàn bộ cộng đồng và xã hội. Được không? Đấy nhá, và sau đấy chúng ta rút ra là vậy thì chúng ta phải làm gì? À rồi, bây giờ ý nghĩa đối với bản thân những cái cá nhân mà có thể phá vỡ được những giới hạn về nhận thức thông thường, nó sẽ giúp cho điều gì? Nó sẽ giúp chúng ta này thoát khỏi cái lối mòn về nhận thức. Chúng ta được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức tìm tòi và theo đuổi cái đam mê của mình. Ok không? Đó chính là cái động lực để chúng ta có thể vượt qua thử thách và thành công, trở thành những người tiên phong, những người ưu tú. Đó chính là ý nghĩa của cái việc mà dám phá vỡ những giới hạn nhận thức thông thường. Ok không nào? Nhá. Rồi, đấy là ý đầu tiên. Cái ý thứ hai này, đối với bản thân nhá, thì cái việc phá vỡ những cái nhận thức thông thường đấy, bên cạnh cái việc là chúng ta có được cái động lực để chúng ta thành công này, thì chúng ta còn là trở thành những cái người gọi là tiên phong, đúng không? Tiên phong. Bắt đầu từ sự khác biệt thì chúng ta sẽ trở thành những cái người tiên phong, đem đến cho trước tiên là những cái lợi ích về chúng ta đã, thuộc về chúng ta đã, được cộng đồng công nhận này. Sau khi chúng ta vượt qua cả một cái quá trình theo đuổi cái quan điểm của mình rồi, cái quan điểm khác biệt của mình rồi, phá vỡ những cái nhận thức thông thường rồi, thì cái việc đấy sẽ đem đến cho chúng ta cái thành tựu, cái thành công, cái thành quả của những người dám tiên phong. Rồi dần dần xã hội sẽ công nhận cái quan điểm đấy và sẽ có cái sự nể phục đối với chúng ta. Rồi, đến cái ý thứ hai, ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội nhá. Thì cái việc phá vỡ nhận thức, những cái nhận thức thông thường này, nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái gì? Những cái phát minh mới này, những cái thành tựu tiến bộ này, thậm chí là những cái bước ngoặt cho nhân loại. Đến đây thì chúng ta bắt đầu đưa dẫn chứng nhá. Kết hợp với cả dẫn chứng. Thì ở đây các em có dẫn chứng là nhà khoa học nào? Thường thì ở đây các em thường thấy nhá, lật lại cái trang sử của bước tiến khoa học trên thế giới, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là những cái phát kiến khoa học nó luôn đi lên từ những cái ý tưởng mà ban đầu người ta tưởng chừng như rất là viển vông và điên rồ, đúng không? Có một cái dẫn chứng các em có thể sử dụng ở đây, đó là nhà khoa học Galilei.
với cái thuyết nhật tâm của ông đấy. Với cái thuyết nhật tâm của ông đấy, được chưa? Thì trước nay, từ trước đến giờ, từ trước cho đến cái thời đại của Galile thì mọi người vẫn luôn nghĩ mặt trời là trung tâm của vũ trụ. Đấy được gọi là cái thuyết gì ạ? Thuyết địa tâm. Có nghĩa là tất cả những cái hành tinh ở trong hệ mặt trời là luôn quay quanh trái đất, xoay vòng quanh trái đất, và trái đất chính là trung tâm của vũ trụ. Mọi người cho rằng như thế, nó không chỉ là quan điểm của khoa học, nó còn là quan điểm của cả tôn giáo nữa. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ok không? Nhưng khi mà Galileo tìm hiểu này, có cái sự quan sát của ông đấy đối với cả vũ trụ, có cái sự cái niềm đam mê, cái niềm yêu thích, và ông ấy kiên trì can trường bám trụ với cái quan điểm của ông đấy, đó là ông ấy cho rằng là không phải trái đất mà là mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ. Và mặc dù là trước đấy đã có cái sự ra đời của thuyết nhật tâm rồi, nhưng mà không ai, không một ai công nhận cái lý thuyết đấy cả. Và Galileo quyết tâm theo đuổi để khẳng định được cái lý thuyết đấy là đúng. Nhưng khi mà ông đấy đưa ra rất nhiều những cái lý lẽ, rất nhiều những cái bằng chứng khoa học, thì tất cả mọi người lúc bấy giờ vẫn không tin và cho rằng là ông theo cái tà đạo. Thậm chí là ông đấy đã bị cái tôn giáo mà mình theo đuổi ấy, gọi là bài trừ này, thậm chí là trừng phạt ông đấy với cái quan điểm mà người ta cho rằng là ông đấy đang đi theo tà đạo, không có chút cơ sở nào hết. Vậy thì khi mà phân tích cái dẫn chứng này, các em trước tiên các em phải chỉ ra nhá, là giới hạn nhận thức thông thường của xã hội lúc bấy giờ là gì đã, được chưa? Và sau đấy Galileo đã phá vỡ nó như thế nào, ông đấy đã phải chịu những cái sự chỉ trích ra sao, nhưng cuối cùng cũng có cái sự đáng tiếc, đó là Galileo đã phải kết thúc cái cuộc đời của mình vẫn trong rất nhiều những cái sự chỉ trích và chưa được ai công nhận cả. Nhưng về sau này rồi, khi mà khoa học tiến bộ rồi, thì cái quan điểm của Galileo chính là cái tiền đề để chúng ta nghiên cứu, và hiện nay cho đến thời điểm hiện nay thì cái thuyết nhật tâm vẫn là cái thuyết đúng đắn nhất. Các em hiểu ý chị không? Đấy nhá. Rồi bên cạnh cái lĩnh vực khoa học có rất nhiều những cái lĩnh vực khác các em có thể lấy dẫn chứng về những người tiên phong, ví dụ như là lĩnh vực nghệ thuật này, lĩnh vực y tế này, vân vân. Về nghệ thuật thì các em có thể lấy dẫn chứng về anh em quốc cơ, quốc nghiệp, cái này có thể dễ dàng hơn, đó là ở anh em họ thì có một cái niềm đam mê với nghệ thuật xiếc Việt Nam và luôn mong muốn đem cái nghệ thuật đấy đến với cả đấu trường quốc tế, được nhiều bạn bè quốc tế biết đến hơn. Thì cái lĩnh vực đấy không phải là một lĩnh vực quá mới, nhưng cái sự phá vỡ những cái nhận thức thông thường ở đây của hai em này đó là gì? Đó là họ tìm ra một cái cách trình diễn mới này, tìm ra và muốn phá vỡ những cái giới hạn của bản thân con người. Cái việc mà có thể đỡ nhau nhá, nâng lên nhau chỉ bằng đầu thôi, đó là một cái sự mới mẻ đấy chứ. Và đó cũng là một cái sự mạo hiểm của anh em quốc cơ quốc nghiệp. Nhưng mà thành quả đã đến với những người dám tiên phong. Ok không? Đấy là rất nhiều những cái dẫn chứng các em có thể áp dụng cho cái đề bài này nhá. Thì các em ơi, chị không có thời gian để có thể chữa kỹ và đọc từng câu từng chữ để các bạn có thể chép vào được. Các em có thể cố gắng tốc ký giúp chị được không? Chúng ta bám vào cái sườn để có thể áp dụng cho nhiều bài hơn nữa, chứ không phải là mỗi bài này. Thì khi mà bàn luận về ý nghĩa của bất cứ một cái vấn đề gì, của bất cứ một cái quan điểm nào, bất cứ một cái đức tính nào đối với cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ trình bày theo hai cái ý chính, đó là ý nghĩa đối với bản thân những người có cái đức tính đấy, và ý nghĩa đối với toàn bộ xã hội. Khi mà tất cả chúng ta ai cũng có được cái đức tính đấy thì xã hội sẽ phát triển như thế nào. Ok chưa? Đấy nhá. Sau rồi các em có thể thêm cái phần lật lại, hoặc là đi vào cái phần bài học luôn. Cái phần lật lại ở đây các bạn có thể bám vào, đó là nhiều người đánh đồng cái sự phá vỡ giới hạn nhận thức thông thường này, nó giống như là cái sự sống gấp này, sống vội này, bỏ qua những cái giới hạn về đạo đức, hay là đốt cháy giai đoạn. Có nghĩa là những cái người dị biệt ấy, thì các em cần phải khẳng định đó là bỏ qua và vượt qua những cái phá vỡ những cái giới hạn nhận thức thông thường không phải là những con người như vậy, được chưa? Không phải là những cái con người mà theo đuổi đam mê một cách mù quáng, không phải là những con người mà bỏ qua tất cả những cái ý kiến từ bên ngoài. Họ luôn có cái cơ sở của họ, và đấy chính là cái động lực dù là ít ỏi nhưng mà vô cùng to lớn để họ có thể theo đuổi theo cái quan điểm của mình, theo cái tư tưởng của mình. Ok chưa? Đấy nhá. Đó. Thì cái phần lật lại đấy các em có thể thêm vào bài của mình, hoặc các em có thể đi sâu bàn luận về ý nghĩa, sau đó bước sang đưa ra bài học là gì. À, có nghĩa là để làm được, để có thể có cái sự phá vỡ những cái giới hạn nhận thức thông thường, thì bản thân chúng ta cần phải có cái điều gì.
À, thứ nhất là chúng ta phải có hiểu biết cái đã. Không có hiểu biết thì làm sao có thể phá vỡ được. Trước tiên là phải biết được những cái giới hạn nhận thức thông thường đấy là như thế nào. Có nghĩa là phải có cho mình cái kiến thức cơ bản đã. Sau đấy là luôn luôn rèn cho mình cái tư duy phản biện. Luôn cho rằng à luôn thấy được và luôn có ý thức tìm tòi rằng là những cái lý thuyết đấy nó đã hoàn toàn đúng hay chưa. Đấy, tự đặt ra những cái câu hỏi đấy và phải khi mà đã nảy ra ý tưởng rồi thì quyết tâm theo đuổi nó, đừng để nó chỉ là những cái ý tưởng gọi là bay vẩn vơ ở xung quanh mình thôi, không chộp lấy nó. Và khi mà đã có ý tưởng rồi thì hãy quyết tâm theo đuổi nó. Đừng vì một số những cái lời chỉ trích hoặc là đừng vì những cái sự khác biệt mà mình đang theo đuổi, chưa có tiền lệ mà bắt đầu nản chí. Đấy, ok không? Đấy là cái bài học chúng ta nêu ra. Sau đó chúng ta liên hệ bản thân và kết đoạn thôi. Liên hệ thì bao giờ cũng có hai cái là liên hệ về bài học thì có bài học về nhận thức, bài học về hành động. Liên hệ thì liên hệ có nghĩa là nói về những cái gì chúng ta áp dụng chính cái vấn đề này vào cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đã đạt được kết quả ra sao. Được nhá? Được chưa? Chị có thể kết thúc cái câu nghị luận xã hội tại đây được chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang câu nghị luận văn học được chưa các em? Được không? Các bạn đã hiểu chưa? Thì hiểu cái câu nghị luận xã hội đấy chưa? Cái cách mà chúng ta phân tích dẫn chứng chưa? Ừ. Rồi, ok. Đến với cái câu nghị luận văn học ấy thì các em cần phải chuẩn bị sách giáo khoa cho chị, hôm qua chị đã nhắc rồi. Ở đây thì đề chưa trích hết cái đoạn trích đấy được. Nhưng mà khi đi thi thì các em có thể tự tin. Có thể tự tin là đề nếu như mà yêu cầu chúng ta phân tích một cái đoạn trích nào thì đề sẽ trích cho chúng ta cái đoạn trích đấy. Nhưng mà cũng dễ có thể đề sẽ hỏi cái dạng giống như là cái đề minh họa về vợ chồng A Phủ ấy, gọi là phân tích, gọi là cảm nhận cái diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong Đêm Tình Mùa Xuân, đúng không? Đấy, như thế thì đề không có giới hạn cho chúng ta, cũng không trích ra cái đoạn trích đấy, nên là các em cũng cần phải chủ động nắm được kiến thức, đừng quá phụ thuộc vào đề. Có nghĩa là không phải là đi thi là yên tâm đề sẽ trích thơ hay là đề sẽ trích văn xuôi. Các em cần phải nắm được nhá, cần phải chủ động nắm được. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu nghị luận văn học này. Rồi, ok, các em cái dẫn chứng về Locke nhá. Thì lại nhắc đến một cái vấn đề là có nên đưa những cái dẫn chứng về văn học vào hay không. Thì thứ nhất này, Locke là một cái nhân vật có thật, được chưa? Và cái quá trình đấu tranh của ông đấy là một quá trình có thật, thì các em hoàn toàn có thể đưa vào bài viết của mình nhá. Còn những cái nhân vật gọi là được tác giả dàn dựng, ví dụ như là Chí Phèo, Thị Nở hay là Cô Tấm hay là trong chuyện cổ tích dân gian vân vân đấy, thì các em có thể đưa vào dưới cái dạng liệt kê. Nhưng bên cạnh những dẫn chứng đấy thì bắt buộc phải có những cái dẫn chứng ở hiện thực đã nhá, những cái dẫn chứng mà người thật việc thật ấy, được không? Trước khi đưa vào những cái dẫn chứng về văn học đấy thì phải có những cái dẫn chứng ở người thật việc thật đã, thì cái dẫn chứng về văn học đấy nó gọi là góp phần khẳng định là rất nhiều người đồng tình với quan điểm đấy thôi. Hiểu ý chị không? Đấy nhá. Rồi. Sang đến câu 2 này. Trình bày cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của sông Đà trong đoạn trích sau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái đoạn trích đấy trong sách giáo khoa nhá. Đây, con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Các bạn dở sách giáo khoa ra trang 191 nhá. Đây, trang 191. Các em nhìn rõ không? Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích từ cái câu này cho đến cái câu này này. Thấy chưa? Thấy được cái giới hạn phân tích của chúng mình chưa? Rồi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái đề này. Ở mở bài thì bao giờ cũng là dẫn dắt và đưa ra vấn đề nghị luận thôi. Thì các em có bao giờ viết mở bài ở cái dạng là chúng ta dùng một cái nhận định để đưa vào vấn đề nghị luận không? Ở đề này nhá, có rất nhiều những cái ý tưởng để chúng ta có thể dẫn dắt này. Các em có thể đi từ đề tài dòng sông. Đề tài về sông nước ấy, chúng ta có bài thơ Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm này, chúng ta có tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường này. Chúng ta có thể đi từ những cái tác phẩm về dòng sông đấy để dẫn dắt, để cho thấy rằng là cái đề tài về con sông đất nước, về dòng sông đất nước luôn là một cái đề tài muôn thuở, và những con sông ấy đã từ lâu đã trở thành, đã đi vào những cái trang văn, những cái trang thơ và đem đến cho chúng ta những cái xúc cảm đặc biệt. Và đặc biệt nhất có lẽ không thể bỏ qua Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.
Người lãnh đạo sông Đà của Nguyễn Tuân đã đem đến cho chúng ta hình tượng con sông Đà dữ dằn nhưng cũng vô cùng trữ tình và gợi cảm qua những dòng văn sau của Nguyễn Tuân, hai chấm trích ra chẳng hạn, được chưa? Đấy nhá. Hoặc là các em có thể đi từ một cái nhận định, thì ở đây đặc biệt chúng ta biết đến Nguyễn Tuân là một nhà văn có cái phong cách hết sức độc đáo, thì các em có thể tìm đến những cái nhận định để khẳng định là để có thể có được những cái trang viết hay, những cái trang viết để lại ấn tượng, thì nhà văn luôn cần có phong cách. Ví dụ như nhận định sau: cái quan trọng trong tài năng văn học, và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất cứ tài năng nào, đó là cái mà tôi luôn muốn gọi là tiếng nói của riêng mình. Đây là một nhận định của Tuốc Dê Nhép. Thì các em bắt đầu dẫn dắt nhé. Tiếng nói riêng ấy chính là phong cách của mỗi nhà văn, là màu sắc đặc trưng trong bức tranh văn học nghệ thuật muôn màu muôn vẻ. Ok chưa? Sau đó chúng ta dẫn đến là Nguyễn Tuân là một nhà văn có một tiếng nói riêng như thế. Và biểu hiện rõ nhất cho tiếng nói riêng của Nguyễn Tuân có thể nhắc đến đó là Người lái đò sông Đà. Sau đó thì bắt đầu trích là trong tập tùy bút này, hay là trong tùy bút này, Nguyễn Tuân đã khắc họa một sông Đà không chỉ hung bạo mà còn vô cùng trữ tình và gợi cảm, thể hiện qua những câu văn sau, hai chấm trích ra. Thì ở đây các em có thể trích y như đề bài, có nghĩa là trích ra câu đầu tiên và chấm chấm câu cuối cùng. Được không? Rồi, đấy nhá. Sau đó này, xong cái phần mở bài, được chưa? Sau đó các em bắt đầu chuyển xuống thân bài, thì cái luận điểm đầu tiên chúng ta sẽ khái quát về tác giả tác phẩm. Mở bài ok rồi nhá. Sau đến thân bài này, luận điểm 1, khái quát về Nguyễn Tuân cộng tác phẩm này, được chưa? Thì chúng ta biết đến một cái từ khóa của phong cách của Nguyễn Tuân là gì ạ? Nguyễn Tuân được biết đến là một nhà văn có phong cách tài hoa và uyên bác. Ông được biết đến như là một người nghệ sĩ luôn đi tìm cái đẹp, dành cả cuộc đời của mình đi tìm cái đẹp, và thậm chí ông tự nhận mình là người sinh ra để tôn thờ nghệ thuật với hai chữ viết hoa. Suốt cả một cuộc đời rong ruổi với cái niềm đam mê xê dịch của mình, Nguyễn Tuân đã đi đến rất nhiều vùng miền của đất nước. Nếu như trước cách mạng thì với tâm thế của một kẻ gọi là bất mãn với thời thế, thì sau cách mạng, Nguyễn Tuân đã đến gần hơn với cuộc sống của nhân dân lao động để tìm hiểu sâu hơn, để viết lên những cái trang văn như là Nên Hoa Lên Nhạc, viết về những cái người dân lao động. Và Người lái đò sông Đà chính là kết tinh của một cái chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân đến với miền Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp, để có thể thấy được cái quá trình khi mà những người lao động nơi đây bắt đầu xây dựng cái cuộc sống của xã hội chủ nghĩa ở vùng miền Tây Bắc. Ok không? Được không? Em sẽ khái quát ngắn về cái tác giả tác phẩm ở trong cái luận điểm đấy. Sau đấy chúng ta chuyển xuống luôn đến cái luận điểm thứ hai, là luận điểm phân tích luôn nhá. Ok không nào? Về Nguyễn Tuân thì có rất nhiều những cái giai thoại rất là hay và hấp dẫn. Nếu mà có thời gian các em có thể tìm ở trên mạng rất là nhiều những cái giai thoại về Nguyễn Tuân ấy. Về những cái người, những cái bạn văn của Nguyễn Tuân kể về Nguyễn Tuân ra sao. Thì đúng là thật sự ông đấy là một người không chỉ ngông trong khi viết văn mà còn là rất là ngông trong cái tính cách đời thường nữa. Rồi, không nói rông dài về cái phần đấy, các bạn đam mê, các bạn yêu thích thì có thể tìm hiểu ở trên mạng nhá. Sang đến cái luận điểm 2 chúng ta bắt đầu phân tích này. Thì trước tiên chúng ta thấy được cái vấn đề nghị luận của chúng ta là vẻ đẹp của con sông Đà. Ok không? Thì cụ thể ở đây chúng ta thấy được đoạn này là nói về vẻ đẹp gì ạ? Là vẻ đẹp trữ tình của sông Đà, không phải là vẻ đẹp hung bạo. Thì các em có thể dẫn dắt để bắt đầu đi vào cái vấn đề nghị luận của mình. À, ở đây các em có thể dẫn dắt như này nhá. Có thể nói là sông Đà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, bấy lâu nay bạn đọc vẫn luôn ấn tượng với những cái nét hung bạo, kỳ vĩ đến đáng sợ của nó. Tuy nhiên, Nguyễn Tuân ngông lắm nhưng cũng tình lắm. Ông đem đến cho chúng ta một sông Đà không chỉ là hung bạo mà còn mang dáng dấp của tất cả những gì trữ tình, những gì nên thơ, những gì gợi cảm nhất. Trước tiên này, chúng ta bắt đầu đi khẳng định xem cái luận điểm đầu tiên chúng ta sẽ phân tích là cái gì. Thì ở đây các em có thể chia ra làm hai luận điểm tương ứng với hai cái đoạn văn của chúng ta đi phân tích. Ok không? Cái đoạn văn đầu tiên là từ con sông Đà tuôn dài cho đến cái chỗ mà
Không giống như là thực dân Pháp đã đè ngựa con sông ta ra, đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu rồi cứ thế mà phết vào bản đồ lai chữ. Được chưa? Thì cái luận điểm đầu tiên này các em có thể thấy được đây chính là cái vẻ đẹp gì ạ? Đây chính là vẻ đẹp yêu kiều và diễm lệ của sông Đà. Nhá. Cái luận cứ đầu tiên này là vẻ đẹp yêu kiều và diễm lệ chưa? Bởi vì người ta hỏi về vẻ đẹp mà, cho nên chúng ta cứ bám vào đấy để xác lập luận điểm thôi. Nhớ cái bài chị chữa về Việt Bắc không? Cứ bám vào vấn đề nghị luận để xác lập luận điểm nhá. Thì trong cái luận điểm đầu tiên đấy, tại sao lại gọi là yêu kiều và diễm lệ? Diễm lệ, đây, yêu kiều là cái sự dịu dàng này. Diễm lệ là gì? Có nghĩa là nó rất là đẹp. Lệ đã là đẹp rồi, diễm cũng mang ý nghĩa của sự đẹp nữa. Cho nên cái từ diễm lệ túm lại là để khẳng định là nó rất đẹp, gọi là hoa mỹ, gọi là tráng lệ đấy, được chưa? Thì tại sao ở đây lại khẳng định là con sông Đà nó mang vẻ đẹp yêu kiều và diễm lệ thông qua cái đoạn phân tích này của nhà văn nhá? Thì trước tiên chúng ta thấy được rằng là cái câu văn đầu tiên, bắt đầu đi phân tích từng câu văn thôi. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Cái đầu tiên chúng ta sẽ bám vào cái việc sắp xếp từ ngữ này nhá, là áng kết hợp với tóc rồi lại kết hợp với cả trữ tình nữa. Thực là chỉ có Nguyễn Tuân mới đem đến cho chúng ta những cái sự sắp xếp chữ nghĩa một cách tài tình như thế. Cả ba từ này đều mang nét nghĩa của sắc thái trữ tình, được không? Và khi mà đặt ba cái từ này để đứng cạnh nhau rồi thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn là nhà văn đang muốn khẳng định cái nét dịu dàng, cái nét trữ tình của con sông Đà. Con sông Đà được ví như là nó tuôn dài như một áng tóc trữ tình, được không? Chúng ta thấy được sông Đà ở đây mang vẻ đẹp như của một người thiếu nữ Tây Bắc với mái tóc mềm mại đang tung bay trong thiên nhiên chẳng hạn. Và ở đây cái mái tóc duyên dáng đấy, cái hình ảnh như một cô gái Tây Bắc đấy đang thả dài trong sương khói. Và đặc biệt nhá, Nguyễn Tuân không dừng lại ở đấy, ông còn tiếp tục này: đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Ok không? Thì trước tiên chúng ta thấy được rằng là đầu tóc, chân tóc là đã thấy được tóm gọn toàn bộ thủy trình của nó rồi. Cái thứ hai nữa là không chỉ có thủy trình của sông Đà mà trong câu văn này nó còn đưa đến vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc đẹp tươi và hùng vĩ nữa. Vậy là các em có thể có một cái câu bình về cái câu văn này nhá. Đó là gì ạ? Đó là cách kết hợp từ ngữ độc đáo khi mà kết hợp giữa áng, tóc và trữ tình, rồi là thêm nữa là tuôn dài nữa cơ. Như càng mở ra thêm, kéo dài thêm cái sự trữ tình, cái áng tóc thướt tha đấy của một người thiếu nữ Tây Bắc. Rồi gì nữa ạ? Có thể thấy là Nguyễn Tuân đã thu gọn trong một câu văn toàn bộ thủy trình của một con sông đất nước, và rồi lại thêm cả cái vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc vô cùng hùng vĩ, vô cùng thơ mộng nữa. Được chưa? Có nghĩa là Nguyễn Tuân đã thu gọn toàn bộ thủy trình của con sông Đà chỉ trong một câu văn. Đây, đầu tóc, chân tóc. Và cái thủy trình đấy nó còn ẩn hiện ở trong mây trời Tây Bắc. Có nghĩa là một câu văn không chỉ nói về sông Đà mà còn tóm gọn được cả vẻ đẹp của thiên nhiên ở vùng Tây Bắc nữa. Các em đã thấy độc đáo chưa? Đấy nhá, đấy là câu văn đầu tiên. Câu văn đầu tiên chúng ta đã nói lên được cái điều đấy rồi. Và sau khi phân tích xong thì chúng ta khẳng định một cái câu nhỏ thôi. Đó là cái hình ảnh ví như áng tóc trữ tình đấy, ví sông Đà như một áng tóc trữ tình của người thiếu nữ Tây Bắc, đem đến cho chúng ta cảm nhận rằng sông Đà đến đây đã không còn cái vẻ dữ dằn, không còn làm mình làm mẩy với người lái đò sông Đà nữa. Sông Đà ở đây lại mang cái nét thướt tha dịu dàng và vô cùng diễm lệ, để khẳng định là chúng ta đang đi phân tích cái vẻ đẹp đấy. Được chưa? Bắt đầu sang đến câu văn tiếp theo này. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà. Bắt đầu chuyển sang dòng nước này. Thì cái về dòng nước này, phân tích về dòng nước sông Đà, đem đến những cái đặc điểm về dòng nước sông Đà, cũng là đem đến cho chúng ta những cái khía cạnh để cho thấy là con sông này mang màu sắc vô cùng diễm lệ, vô cùng đẹp. Được chưa? Có nghĩa là ở đây Nguyễn Tuân khẳng định sông Đà có cái sự biến đổi màu sắc theo mùa nhá. Mùa xuân dòng xanh, dòng xanh ngọc bích, được chưa? Chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Lâm, sông Gâm, sông Lô. Trước tiên là đặt ra cái sự so sánh, đối sánh giữa sông Gâm, sông Lô, cái màu nước sông Đà với cả màu nước sông Gâm, sông Lô.
Thứ hai này, mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Liên tục là những cái hình ảnh so sánh, những cái hình ảnh nhân hóa, những cái hình ảnh mà đặt cái màu nước sông Đà trên rất nhiều những cái bình diện để đối sánh, rất độc đáo. Và chỉ có Nguyễn Tuân với cái con mắt nhìn, cái sự khám phá chi tiết, tỉ mỉ thì mới đem đến cho chúng ta được những cái sự so sánh như thế. Chúng ta cứ đan cài những cái câu văn nhận định về cái phong cách độc đáo của Nguyễn Tuân ở trong phần này là hoàn toàn được nhá. Được không? Rồi, thì chúng ta bắt đầu khẳng định là à, ở đây Nguyễn Tuân đem đến cho chúng ta hai cái màu sắc đặc trưng của sông Đà. Một là mùa xuân thì xanh, màu xanh ngọc bích. Hai là mùa thu thì mang cái lừ màu lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Cái thứ màu đỏ đấy chúng ta có thể tìm ở đâu khác ngoài trang văn của Nguyễn Tuân hay không? Đúng không? À, và hơn thế nữa nhá, ở đây Nguyễn Tuân còn đặt sông Đà một cái dòng sông đất nước thôi, thiên nhiên vô tri vô giác. Trong cái sự đối sánh với cả đặc tính của một con người như da mặt một người bầm đi vì rượu, liên tục trân trọng cái vẻ đẹp của sông Đà, có nghĩa là đem nó đến những cái đặc tính, đem nó đến với những cái đặc tính giống như một con người. Được chưa? Và đặc biệt nhá, đến đây, cái niềm tự hào dân tộc, cái sự độc đáo và có cái sự ngông nghênh của Nguyễn Tuân trong cái câu văn này. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra, đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu, rồi cứ thế mà phết vào, viết vào bản đồ lai chữ. Được chưa? Nguyễn Tuân đã rõ ràng khẳng định một cách mạnh mẽ, khẳng định một cách ngông nghênh, đó là sông Đà không bao giờ đen. Nó chỉ có hai màu, một là xanh ngọc bích, hai là màu lừ lừ chín đỏ thôi, chứ nó không bao giờ đen như cái quan điểm của thực dân Pháp. Đến đây thì cái niềm tự hào về con sông đất nước đã được Nguyễn Tuân khai thác và đưa vào cái trang viết của mình. Nhưng đưa vào cái trang viết của mình cũng rất là ngông, đúng không? Coi thực dân Pháp là một cái thứ mà rất là láo lếu khi mà dám đè ngửa con sông ta ra rồi đổ mực Tây vào rồi gọi bằng một cái tên Tây láo lếu. Đấy, rồi thì ở đây nhá, sau khi các em bắt đầu phân tích xong cái phần đấy rồi thì chúng ta tóm gọn lại vậy là qua những cái yếu tố đấy, qua những cái yếu tố về mặt thủy trình này, qua những cái yếu tố về màu nước này, chúng ta thấy được rằng ở đây sông Đà mang vẻ đẹp yêu kiều và diễm lệ. Chúng ta thấy rằng sông Đà đẹp, đẹp một vẻ đẹp rất Nguyễn Tuân, đúng không? Chỉ có thể dưới trang văn của Nguyễn Tuân chúng ta mới thấy được cái vẻ đẹp trữ tình này của sông Đà. Bắt đầu kết hợp có nhận định này, đúng như Paustovsky đã từng nhận định, đọc Nguyễn Tuân, có người đã gọi Nguyễn Tuân là người đi tìm cái đẹp. Không chỉ vậy, ông còn là người dẫn đường đến với xứ sở của cái đẹp. Ok chưa? Nhá, được chưa? Đấy, bắt đầu như thế là chúng ta có thể kết thúc được cái luận điểm đầu tiên, cái ý đầu tiên ở trong luận điểm phân tích. Nhá, sang đến cái luận điểm thứ hai, bắt đầu đến cái đoạn thứ hai này, là con sông Đà gợi cảm. Thì tất nhiên rồi, là vẻ đẹp gợi cảm và trữ tình, thơ mộng. Được chưa? Đề này rất đơn giản, hai cái đoạn văn quá rõ ràng cho chúng ta phân tích rồi. Sang đoạn văn thứ hai này, con sông Đà gợi cảm, chúng ta sẽ chuyển đoạn như thế nào ạ? À, dùng cái cấu trúc không chỉ mà còn bởi vì ở đây là hai cái quan điểm của chúng ta là nó theo cùng một cái chiều hướng là cùng về vẻ đẹp trữ tình. Thì chúng ta có thể đi theo cái cấu trúc như thế, đó là sông Đà không chỉ mang vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ của một áng tắc trữ tình, mà dưới con mắt của Nguyễn Tuân, sông Đà còn vô cùng gợi cảm. Bắt đầu nhá, bắt đầu khi mà nêu được luận điểm rồi để bắt đầu chuyển đoạn nha, bắt đầu nêu lên cái sự kết hợp giữa những cái câu văn dài và những câu văn ngắn của Nguyễn Tuân này. Nếu như khi miêu tả hoặc là nếu như khi bày tỏ cái sự bức xúc của mình đối với sự láo lếu của thực dân Pháp, Nguyễn Tuân dùng một câu văn dài thật dài thì đến đây lại đột ngột chuyển sang một câu văn thật ngắn để đem đến cho người đọc những cái cảm xúc vô cùng linh hoạt đang dông dài đấy nhưng cũng có thể lắng đọng ngay đấy. Con sông Đà gợi cảm. Chấm. Đúng không? Chỉ một câu thôi, bắt đầu nêu tiếp về vẻ đẹp của sông Đà này. Đối với mỗi người, sông Đà lại gọi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. À, bây giờ bắt đầu là Nguyễn Tuân mở ra những cái góc nhìn khác nhau về sông Đà. Và ông ấy khẳng định là đối với bản thân ông đấy thì sông Đà coi như là một người cố nhân. Bắt đầu phân tích này, cố nhân là gì? Cố nhân là những cái người như thế nào? Để nói rõ hơn nhé, cố nhân có thể được coi là những cái người bạn tâm giao này, một người bạn khi gần thì dạt dào cảm xúc, mà khi xa thì muôn vàn nhớ nhung. Một người bạn đã lâu rồi không gặp, mà khi gặp rồi thì vẫn luôn cảm nhận được đủ đầy những cái xúc cảm trong tâm hồn. Ví dụ như vậy,
để chúng ta hiểu được tại sao lại gọi là sông Đà là một cố nhân. Có nghĩa là khi gần thì có thể là thấy rất nhiều những cái đem đến cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm, nhưng khi xa rồi thì bắt đầu nhung nhớ, đến khi gặp lại thì vẫn luôn cảm nhận được sự đủ đầy của những cái cảm xúc. Rồi, thì chỉ có một cái con sông mang vẻ đẹp trữ tình và thơ mộng thì mới đem đến được những cái hình ảnh, những cái yếu tố của một người cố nhân như vậy. Và cũng chỉ có một người nghệ sĩ độc đáo và yêu thiết tha cái đẹp như Nguyễn Tuân mới tìm đến sông Đà và kết bạn với sông Đà để coi sông Đà như một cố nhân. Được không? Rồi, tiếp theo câu văn tiếp theo này, chúng ta lần lượt phân tích những câu văn thôi. Nhưng mà trước khi phân tích lần lượt như thế thì phải đem đến cho chúng ta một cái bố cục, là trước tiên tôi phân tích về vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ, thứ hai tôi đi phân tích về vẻ đẹp gợi cảm và thơ mộng. Được chưa? Rồi, tiếp tục này, câu văn tiếp theo nhá. Chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. À, mãi bám gốc anh nên là quên đi mất là mình đang sắp đổ ra sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng 3 đường thi, yên hoa tam nguyệt Hà Dương Châu. À, ở đây thì khi mà ví sông Đà như một người cố nhân rồi, thì tất cả những cái kỷ niệm về sông Đà đều đem đến cho tác giả những cái cảm xúc bồi hồi. Trong một lần thèm chỗ thoáng thì Nguyễn Tuân dường như có cái sự bất ngờ khi đã đến được với sông Đà ở một cái góc nhìn hoàn toàn khác. Ông đã cảm nhận được cái ánh nắng chiếu ở trên sông Đà. Ông ví như là cái gì? Ông ví như là dường như là trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy vậy. Có nghĩa là ông luôn coi người sông Đà như là một cái sinh thể có tâm hồn, có hành động, có cái tính cách riêng của mình. Đúng không? Rồi nhá, đến tiếp câu thơ tiếp theo, câu văn tiếp theo này, đây này. Lóe lên một màu nắng tháng 3 đường thi, yên hoa tam nguyệt Hà Dương Châu. Có thể thấy Nguyễn Tuân rất ngông nhưng mà cũng rất tình. Khi mà ông này có thể nhìn sông Đà với những cái đặc điểm thơ mộng và gợi cảm của sông Đà thì bắt đầu gợi nhớ đến những cái xúc cảm dẫn đến của một người thi sĩ để có thể cất lên thành vần thành điệu cho một bài thơ. Thì ông khẳng định rằng sông Đà hoàn toàn có cái vẻ đẹp đấy, cũng rất dịu dàng và cũng rất nên thơ như biết bao những cái dòng sông khác của thiên nhiên đất nước. Đúng không? Được chưa? Nhá, cái nắng tháng 3 đường thi, yên hoa tam nguyệt Hà Dương Châu này này, các em đã hiểu nó chưa? Hiểu ý nghĩa của nó chưa? Có nghĩa là Nguyễn Tuân khẳng định là sông Đà cũng mang cái vẻ đẹp trữ tình và cũng có thể là cái nguồn khơi gợi cảm hứng cho những cái thi nhân yêu mến thiên nhiên và muốn tức cảnh sinh tình. Rồi, đấy nhá. Rồi, bắt đầu sang cái câu văn tiếp theo này. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm lượn trên sông Đà. Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi bắt lại, rồi lại bắt ra sông Đà. Đúng thế, nó đầm đầm ấm ấm như gặp lại cố nhân. Mặc dầu người cố nhân ấy biết mình là lắm bệnh lắm chứng, chốc dịu dàng đấy rồi chốc lại bản tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy. Bắt đầu chúng ta phân tích cái câu mà gạch bút đỏ này nhá. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm bay lượn trên sông Đà. Có nghĩa là sông Đà cũng mang cái sự thu hút đối với những cái yếu tố xung quanh. Và bờ bãi sông Đà cũng rất nên thơ, cũng rất là vui tươi, cũng rất là tươi đẹp. Được chưa? Nó tràn đầy sức sống. Và ở đây có một cái câu văn cảm thán này. Chao ôi, trông con sông vui như thế nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Thật sự giống như một người bạn có thể hiểu ý, hiểu tình của nhà văn. Mỗi lần gặp lại, nhà văn lại thấy nó vui vẻ này, giống như là gặp lại một người cố nhân, một người bạn cũ. Đúng không? Vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, các em có thể bám vào đấy. Có thể nói là nhà văn đã lồng cảnh vào cảnh, lồng tình vào tình để thú nhận với chính mình cái nỗi đắm say phải lòng trước cái vẻ đẹp duyên dáng tuyệt mỹ của con sông đất nước. Được chưa? Và để cho cảm xúc thăng hoa, để cho thi ca lai láng, để cho dòng sông Đà hiện lên với cảnh sắc đắm say lòng người. Thì đấy chính là cái vẻ đẹp của sông Đà. Và những cái câu văn của Nguyễn Tuân cũng có phần khẳng định cái vẻ đẹp độc đáo và đa dạng đấy của sông Đà. Sông Đà thực giống như là một người bạn cố nhân, nhưng cái đặc tính của nó thì rất là linh hoạt nhé. Lúc thì có thể là dịu dàng đấy, nhưng lúc lại bản tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy. Thì để có thể nối dài thêm cái bài viết của mình, cái dung lượng bài viết của mình, thì các em có thể đến đây nhá. Khi mà khẳng định là sông Đà chốc dịu dàng đấy, chốc lại bản tính và gắt gỏng ngay đấy, bắt đầu đưa đến những cái dẫn chứng về gắt gỏng và bản tính. Đúng không? Suốt ngày làm mình làm mẩy với cả người lái đò sông Đà này, giống như là một con thủy quái. Và chúng ta cảm giác được rằng là trong cùng một tác phẩm mà sông Đà như là một người có hai cái bản tính nó đối lập với nhau, nhưng Nguyễn Tuân đã có thể đưa nó lên trên cùng một trang văn.
Sông Đà, những cái dòng văn trước đây thì rõ là hung bạo đấy, rõ là độc ác đấy, nhưng mà đến những dòng văn này mà làm sao mà chúng ta có thể không yêu được cái con sông với những cái vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ, thơ mộng và gợi cảm đến như vậy. Được không? Em hiểu ý chị không? Sau đấy nhá, sau khi chúng ta phân tích xong đoạn này rồi, bắt đầu khẳng định lại đó là quả thực sông Đà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân mang vẻ đẹp đấy, mang vẻ đẹp gợi cảm và vô cùng thơ mộng. Đấy chưa? Hiểu ý chị không? Được không? Thì bắt đầu các em bắt đầu bước sang cái luận điểm là đánh giá nhá, đánh giá về cái đặc sắc, nội dung và nghệ thuật. Là các em khẳng định lại này, bằng những cái câu văn linh hoạt, bằng cái việc sử dụng từ ngữ độc đáo, sắp xếp từ ngữ một cách độc đáo và linh hoạt, Nguyễn Tuân đã đem đến cho chúng ta những dòng văn thể hiện vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ, gợi cảm và thơ mộng của con sông Đà. Có thể thấy, với cái sự sáng tạo ngôn ngữ của mình, thì Nguyễn Tuân xứng đáng được coi là một người thợ kim hoàn của chữ, hay như ông đã từng tâm niệm này, ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Cũng cùng một vốn ngôn ngữ ấy, nhưng sử dụng có sáng tạo thì văn sẽ bề thế và kích thước. Có vốn mà không biết sử dụng chỉ như cái gì ạ? À? Một hình ảnh rất hay mà Nguyễn Tuân ví nè, chỉ như nhà giàu giữ của. Đấy, dùng chữ như đánh cờ tướng, chữ nào để chỗ nào phải đúng vị trí của nó. Và đặc biệt nhá, văn thì phải linh hoạt, văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp. Thấy không? Thấy cái sự độc đáo và uyên bác của Nguyễn Tuân không? Riêng về cái việc sáng tạo ra ngôn ngữ và sắp xếp từ ngữ đấy thôi, Nguyễn Tuân đã có cái quan điểm riêng cho mình như vậy. Và ông đấy thống nhất trong tất cả những cái tác phẩm của ông đấy về cái việc là phải tỉ mỉ trong từng con chữ như một người thợ kim hoàn của chữ vậy. Đó chính là nhà văn Nguyễn Tuân của chúng ta đấy. Khi mà các em tìm đọc những cái tác phẩm thuộc cái tập Vang Bóng Một Thời rồi, các em cũng sẽ thấy được cái sự tài hoa và uyên bác không chỉ trong từ ngữ, và còn là cái việc mà ông ấy quan sát bất cứ một cái nghệ thuật nào, ông ấy đều quan sát tỉ mỉ và không cho phép mình cẩu thả trong bất cứ trang viết nào. Và chúng ta sẽ thấy được điều đó trong Người Lái Đò Sông Đà, và đặc biệt là trong hai cái đoạn văn mà chúng ta vừa mới phân tích. Được chưa? Đấy là luận điểm đánh giá thôi. Các em còn băn khoăn gì về luận điểm đánh giá nữa không? Và còn băn khoăn gì về hai cái đoạn văn mà chúng ta vừa mới phân tích không? Đã hiểu rõ chưa? Chị thấy là không gì dễ bằng cái việc mà chúng ta có ngữ liệu rồi mà cứ bám vào đấy mà phân tích thôi. Không, các bạn không tội gì phải hoang mang hết. Các em cứ bám vào những cái từ ngữ mà tác giả sử dụng và phân tích nó ra thôi. Giải nghĩa cái từ ngữ đấy và bắt đầu lý giải tại sao tác giả lại dùng từ ngữ đấy. Và tại sao chúng ta lại không bắt gặp cái từ ngữ đấy ở trong những cái tác phẩm khác. Như vậy chứng tỏ là tác phẩm này có cái sự độc đáo rồi. Thấy không? Thấy không? Nhà ngôn ngữ mà phần trữ tình của sông Đà Nguyễn Tuân viết như một bài thơ bằng văn xuôi. Một cái cách nói về hình ảnh cũng rất là hay đúng không? Chị cũng không biết phải làm thế nào bởi vì bây giờ là các bạn đây này, cái số lượng xem đã tụt giảm rồi. Thì các em có thể, bạn nào mà tích cực tương tác thì các em biết không? Về cuối các em sẽ có, nếu như bạn nào tích cực tương tác này, tích cực tham gia buổi học này, không bỏ một buổi học nào, thì về cuối các em sẽ được tặng tài liệu, được chưa? Một cái bộ tài liệu liên quan đến những cái ngày chúng ta luyện đề này. Và đặc biệt là nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì chị cũng đúng lúc là chị đang làm cái tài liệu về sông Đà trong cái khóa luyện, khóa viết văn ấy, khóa cốt văn. Có nghĩa là thiết lập cho các bạn cái cách mà chúng ta diễn đạt và phân tích làm sao, cái kỹ năng chúng ta phân tích văn xuôi, dùng những cái câu văn phân tích như thế nào. Đấy thì cũng trùng hợp hay là chị đang làm tài liệu về cái khóa đấy, nên là hôm nay có thể đem đến cho các bạn những cái câu văn phân tích nó ổn hơn, nó trau chuốt hơn, được không? Đấy nên là bạn nào hứng thú thì có thể tìm hiểu về cái khóa đấy nhá. Các em có thể inbox về cho fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể có được những cái bộ tài liệu mà team chị Hiên đã rất là cất công soạn từng chút một để cho các bạn hiểu được cái cách làm sao diễn đạt trong một bài văn. Và sau khi mà các em đánh giá thì các em bắt đầu bước sang kết bài thôi. Nếu như kết bài chúng ta sử dụng nhận định rồi thì đến đây các em cũng có thể sử dụng nhận định. Hoặc là với cái tình yêu đối với thiên nhiên, với cái tình yêu đối với con người, đối với cái tình yêu đối với tổ quốc, thì chúng ta có thể sử dụng câu thơ của Trế Lan Viên. Đó là Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc, khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Để khẳng định là cái thiên nhiên Tây Bắc nó đã đi vào thơ, đi vào nhạc, đi vào văn xuôi với rất nhiều những cái vẻ đẹp, với rất nhiều những cái khía cạnh như thế. Và cũng là để khẳng định là nhà văn Nguyễn Tuân đã dùng cái tình cảm của mình, dùng cái sự yêu mến và dùng sự tài hoa uyên bác của mình để đem đến cho chúng ta những cái trang văn mà sông Đà hiện lên
có cái sự trữ tình, có cái sự gợi cảm, có cái sự đắm say lòng người như thế. Ok chưa? Trong phần kết bài gồm có hai phần, một là khẳng định lại vấn đề nghị luận, hai là bắt đầu liên hệ mở rộng và bắt đầu lắng đọng xuống để chúng ta kết lại tất cả những gì chúng ta vừa mới phân tích thôi. Bài này khó hiểu có nghĩa là cái phần chị giảng khó hiểu hay là toàn bộ bài Người lái đò sông Đà nó chưa có được cái cảm hứng để em học. Được không? Nói rõ hơn cho chị được không để chị có thể lý giải. Thật ra thì văn của Nguyễn Tuân ấy nó giống như là một cái thể loại văn mà nó rất kén người đọc. Cũng như một nhà văn à, cũng như một nhà lý luận văn học đã từng khẳng định là không thể đọc Nguyễn Tuân nếu như mà chúng ta có cái sự hời hợt được. Văn Nguyễn Tuân không dành cho những con người như thế. Thì nó cũng chứng tỏ được rằng là đọc Nguyễn Tuân ấy có thể các em thấy khó nhớ bởi vì là ông có những cái từ ngữ mà ông ấy sử dụng nó độc đáo quá. Chính xác không? Đặc biệt là khi mà miêu tả cái sự hung bạo của sông Đà ấy, chúng ta dường như cảm thấy không còn là một con sông nữa rồi, mà nó giống như là một cái loài yêu quái, một cái loài thủy quái, mà tất cả những cái hành động của nó, tất cả những cái từ ngữ của nó đều xấu xí và nó đều rất là hung bạo và độc ác đối với con người. Thì khi mà học cái tác phẩm này ấy, chị mong là các bạn nhé, có cái sự chủ động cho mình, có nghĩa là các em tự ghi ra. Từ trước đến nay chị học có nghĩa là chị tự ghi ra những cái câu văn nào mà chúng ta bắt buộc phải có trong phần phân tích của mình. À, ví dụ như ở đây nhá, các em hoàn toàn phải nhớ được cái câu này: con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Được chưa? Đấy là câu văn mà Nguyễn Tuân đã dùng để miêu tả vẻ đẹp trữ tình của sông Đà. Thì khi mà các em tự gạch chân và tự ghi ra những cái câu văn đấy, các em sẽ thấy được cái sự điêu luyện của Nguyễn Tuân khi sử dụng từ ngữ. Trước tiên là phải có cái cảm tình với nó đã, sau đấy là chúng ta bắt đầu tiếp cận nó sâu hơn, gần hơn. Hiểu ý chị không? Khi mà đã ghét nó rồi ấy, thì khó học lắm. Thì trước tiên dùng những cái hành động nhỏ trước là cảm tình hơn với nó đã. Thấy rằng là nó cũng đẹp đấy chứ, thấy rằng nó cũng hay đấy chứ. Sau đấy dần 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 chúng ta đọc nhiều lên, đọc nhiều lần vào. Thì bắt đầu nó dành nó ngấm vào trong mình rồi ấy. Mà khi nhắc đến bất cứ một tác phẩm nào viết về dòng sông là chúng ta nghĩ ngay đến nó, nghĩ ngay đến Người lái đò sông Đà. Được không nào? Rồi. Bất lực thật sự. Cũng buồn ghê khi mà rất nhiều bạn kiểu sợ hãi bài này ấy. Thì trước tiên có hai dạng. Các em sợ vì các em chưa chưa động đến, chưa học, chưa đọc, chưa thật sự để tâm vào nó. Hoặc dạng thứ hai là các em đọc rồi, để tâm rồi nhưng vẫn không thể cảm được. Thì cái loại thứ hai nó đáng sợ hơn. Còn loại thứ nhất thì chị tin là khi mà các em có cái sự để tâm vào nó rồi và có cái cảm tình với nó ấy, đừng có mang cái gọi là cái sự cái sự kỳ thị trước nay của mình để đặt vào cảm nhận cái tác phẩm này. Các em cứ đọc nó giống như cái tác phẩm khác thôi, những cái tác phẩm khác thôi. Thì nó cũng là một cái thể loại tùy bút nữa, nên là nó có những cái đặc điểm riêng, có những cái đặc trưng riêng của cái thể loại tùy bút. Có thể là những cái ý của nó chưa được rạch ròi, nó không có diễn biến gì cả, đúng không? Nó không có diễn biến về các nhân vật, nó không giống như là những cái nhân vật trong tác phẩm truyện ngắn, nó không có diễn biến, nó cũng không có hành động, nó cũng không có cốt truyện. Thì ở đây là lần lượt tác giả đưa ra cái sự quan sát của mình thôi. Nhưng mà phải quan sát tài hoa và cũng phải là cái sự uyên bác của bản thân Nguyễn Tuân nữa thì chúng ta mới có thể có được những cái trang viết như thế này. Ok không? Ừ, rồi, thế các em không phải đi học sao? Chị thấy bây giờ cũng muộn rồi ấy. Thế các em phải đi học chưa? Bây giờ là 6 giờ hơn rồi. Thì đấy, nếu như mà các bạn muốn có cái tài liệu chuyên sâu hơn với một cái bài viết hoàn chỉnh về bài Người lái đò sông Đà thì các em có thể tham khảo những cái khóa học của chị Hiên nhá, có thể inbox về cho fanpage để được tư vấn. Thì chị cũng nói rồi là trùng hợp thay là chị cũng đang làm tài liệu cho khóa cốt văn nữa. Nên là hôm nay có thể đem đến cho các bạn những cái nhận định để mở rộng này, những cái câu văn mà chị đã chuẩn bị trong cái bài viết đấy để các em có thể học được những cái cách diễn đạt hay hơn. Được chưa? Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã một lần nữa giải quyết một cái đề về Người lái đò sông Đà. Sông Đà thì chúng nhắc đến và khái quát lại những cái kiến thức về Người lái đò sông Đà các em phải nắm được này. Về Người lái đò sông Đà chúng ta có hai mảng, hai nhân vật, thứ nhất là sông Đà, thứ hai là người lái đò. Về sông Đà lại có hai khía cạnh, một là vẻ đẹp trữ tình, hai là vẻ đẹp
Một là vẻ đẹp hung bạo, hai là vẻ đẹp trữ tình, được chưa? Cứ bám vào những cái ý đấy để bắt đầu triển khai ra những cái dẫn chứng. Về hung bạo thì có cái gì? Có đá dựng vách thành này, có mặt gành hát lóng này, được không? Có những cái hút nước này, có cái sự hung bạo ở thác nước này, có cái sự hung bạo ở trên thạch thủy trận này, được chưa? Về vẻ đẹp trữ tình thì có cái vẻ đẹp thơ mộng này, vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ này, vẻ đẹp gợi cảm này, rồi là vẻ đẹp của cảnh sắc bên sông, được chưa? Đấy, đấy là về sông Đà thôi. Còn về người lái đò sông Đà thì cứ lần lượt phân tích về ngoại hình này, về tính cách của ông đấy này, và đặc biệt là tập trung vào cái trận ông ấy vượt thác qua ba cái trùng vi thạch trận. Rồi, và đặc biệt là với Nguyễn Tuân, với một cái ngòi bút mà tài hoa uyên bác như vậy, thì các em nên sưu tầm cho mình ít nhất là ba cái nhận định về tác giả này. Nhận định về của người khác dành cho tác giả này, về người thợ kim hoàn của chữ này này, và nhận định của chính Nguyễn Tuân để đặt ra cái tuyên ngôn nghệ thuật cho chính cuộc đời của mình nữa, để đưa vào cái bài viết của mình cho nó phong phú hơn này, cho nó chuyên sâu hơn, được chưa? Rồi, chứ tạm thời thì chị chưa xóa đâu, bởi vì chị cũng biết là bài này dài nên là để thời gian để cho các bạn chép nữa, được chưa? Nên là các em có thể yên tâm đi học đi nhá. Rồi, rất là cảm ơn các em có thể tham gia cái buổi học ngày hôm nay, đã có thể bỏ chút thời gian để có thể yêu hơn cái dòng sông Đà trong trang văn của Nguyễn Tuân cùng với chị. Chị mong rằng là sắp kết thúc cái khóa học này rồi, nhưng mà cái khóa học này sẽ giúp cho chúng ta một lần nữa lượt lại tất cả những cái tác phẩm trọng tâm, cái kỹ năng để chúng ta làm đề. Và hẹn gặp lại các em nếu như các em có tham gia những cái khóa học tiếp theo, ok không? Thì hẹn gặp lại các em và mong rằng chúng ta có thể tới đây xác lập được chúng rất nhiều những cái bài văn hay và đạt điểm cao nhá, cùng quyết tâm, được không nào? Và bây giờ thì chúc các em có một cái ngày làm việc thật là hiệu quả này, có được những cái buổi đi thi mà gặp nhiều may mắn, được chưa? Bạn nào mà ôn tủ thì chúc các em trúng đề nhá. Đấy, còn bạn nào mà đi học này thì chúng ta tích cực ôn tập để tới đây chúng ta đối diện một cái kỳ thi lớn nhất của cuộc đời, gần như thế luôn, là kỳ thi lớn nhất của cuộc đời đấy. Rồi, và mong là có thể được đồng hành lâu hơn cùng với các bạn nhá. Rồi, và bây giờ thì cảm ơn và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những cái buổi học sau nếu như mà chúng ta tiếp tục được đồng hành. Rồi, bye bye. Cảm ơn các bạn nhé.